tất cả các bạn, chào mừng đến với chuyên mục review game ở gamehub.vn. Tựa game ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm mang tên là King of Thieves. Thieves có nghĩa là trùm trộm. Chúng ta sẽ phải nhập vào con trộm nhỏ nhỏ trên màn hình như thế này. Đấy. À, sau đó đi tấn công các nhà khác để ăn trộm vàng. Đấy, có rất nhiều nhân vật để chúng ta có thể lựa chọn. Thì ví dụ mình đang nhờ nhân vật rất là khá là dễ thương, đó là con này. Thật ra đây là nhà của chúng ta, ví dụ như là đây là vàng này. Đó, các chúng nó sẽ đào vàng, và nhiệm vụ các bạn là hãy set up nhà của mình sao cho để những con những người khác vào tấn công sẽ không tấn công được các vị trí, cũng như là ăn cắp vàng của mình. Xây, và để xây được tất nhiên là các bạn phải tự vượt qua được rồi. Cách chơi rất khá là đơn giản, đó là các bạn sẽ chạm vào màn hình đấy. Sau đó thì di chuyển sao cho những cái con này nó có thể đi đến vị trí đích là cái hình này, nhảy lên, hãy ấn chạm hai lần vào màn hình để nhảy lên đấy. Khi nào bản thân các bạn phải tự vượt qua thì mới có thể lưu được, thì mình sẽ từ bỏ việc đó, mình sẽ để chế độ cũ. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm thú nhà khác bằng cái nút thứ hai, ở đây là nhiệm vụ hàng ngày đấy. Ví dụ mình sẽ tấn công nhà đầu tiên chẳng hạn với level 3, và để có thể đột nhập thì tất nhiên chúng ta phải có chìa khóa này gọi là chìa khóa đa năng. Đây, được một cái, thêm một cái vụn tròn tròn này nè. Chúng ta hãy ăn những cái màu xanh xanh để tăng level cho nhanh hơn. Thôi, mỗi lần khi nào các bạn hết những cái thanh máu ở trên này thì có nghĩa là các bạn sẽ bị chết. Nhảy lên. Tốt rồi. Hãy đợi con này đi qua. Nhảy hai lần. Chúng ta có thể vượt qua. Trời, sao lại về vị trí cũ rồi. Nhảy lên. Nhanh. Yeah. Vượt qua. Ngon. Bà xảo, quá giỏi. Chìa khóa này sẽ được tăng lên hàng ngày cả. Nên là các bạn nó sẽ lùi dần, kiểu như cộng thêm ý. Nhà mỗi ngày chúng ta sẽ được ít thôi. Tiếp theo, đây là một số level. Chúng có 60 level để các bạn có thể chơi offline. Nếu không online, kiểu tấn công nhà người khác thì chúng ta có thể chơi offline bằng cách vượt qua các cửa này. Đấy. Thì trò này vừa đơn giản vừa dễ chơi, của nhà phát hành kiểu giống như là cut rope ý. Thế nên là đồ họa cũng là dễ thương, nên các bạn có thể giải trí lúc mà căng thẳng. Đấy. Nhiều cửa qua đi, 60 cửa để các bạn có thể vượt qua. Chúng ta sẽ quay về nhà và tìm một số tính năng khác. Ví dụ như là chúng ta có thể làm nhiệm vụ hàng ngày đấy, để có thêm năng lượng này, đồ, cũng như là để nâng cấp vàng, để mua thêm đồ vân vân, hoặc là đổi năng lượng, đổi nhân vật. Mỗi lần đổi năng lượng, nhân vật sẽ có những cái hấp dẫn riêng. Ngoài ra thì trong lúc chơi chúng ta có thể có một số tính năng khác, kiểu như là tăng nhiều người này, hay là kiểu có thêm đồ vật vân vân. Thì khi chơi là các bạn có thể tìm hiểu thêm về trò này. Thì hy vọng là khi chơi thì chúng ta sẽ có thể đấu nhau, đấu với bạn bè, cảm thấy vui vẻ với trò này. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của gamehub.vn.